Nào, chương trình Châu Đồng ăn thật lành các bạn ơi. À, Ngọc nhìn như sừng hiêu luôn. Ngọc khí thế hùng luôn. Thở, thở. Ôi trời ơi, ngọt quá, mà cứng ngọng làm sao thở rồi. Rồi. Quá đã luôn. Bất cả con cá gì cho vào cũng cho vào hồ cá kiện đấy. Chơi rất đơn giản và giản dị. Hòn non bộ tự chế đấy. Cũng ra gì của nó giống ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Đó, các bạn thấy không? Đấy, chúng ta theo dõi cá rô xem cách nó ăn như thế nào để câu. Có lẽ mai phải mang thằn lằn đi câu nhỉ. Mồi bự quá trời bự luôn. Tính nhà miệng nó cũng rộng nên mình cứ lo cái cục cám to quá nó không đớp được. Đấy. Bạn nào đam mê câu cá là nghiên cứu nhé. Nghiên cứu cách ăn. Nãy gần nãy nó cứ đớp xong lại bỏ, đớp nó lại bỏ. Rất là khó chịu. Ui giời. Đấy, đây là em tai tượng châu Phi các bạn. Lúc trước mình mua bằng con nửa con tai tượng Thái mà giờ nó bằng nhau luôn này. Đây. Đấy, nó ăn mạnh lắm mà mấy hôm nay nó bệnh hay sao, nó cứ lờ đờ, nó không có ăn mạnh như mọi bữa. Mà bữa nó ăn khiếp thật. Còn đây con nữa mới câu được, bạn kia bạn câu được có con, bạn tính thả mà thôi đưa đây tôi vào, tôi thả vào hồ cá cảnh. Đã được hai con, anh ấy cũng mệt, núp trong đây, núp cho an toàn. Đấy. Rồi còn ông nội này vẫn ngậm cứng họng kia, giờ sao? Nhảy nhảy, ui trời, cũng bự vết rồi các bạn. Úi dạ, bây giờ đừng ký mang ra thịt ha. Mà cá nuôi trong hồ này thịt kỳ lắm các bạn ơi. Nuôi trong hồ là hết muốn ăn luôn. Thứ nhất là nó, mình nhìn thấy nó ăn thức ăn đó, cảm thấy nó sao ấy. Thứ hai là nó cũng có tí tình cảm. Thôi không ăn đâu. Đấy. Lên thở, lên thở. Thở phát. Xuống gián tiếp. Ngọt quá mà. Rồi nó cũng chỉ nhây nhói này thôi. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ chia sẻ, like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều.